Người bị tiểu đường nên uống rượu thế nào để đảm bảo sức khỏe? Theo nghiên cứu mới nhất của Diabetologia, uống rượu vang mỗi ngày với lượng hợp lý có thể giúp bạn tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Trong rượu vang đỏ có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Trong suốt 5 năm kể từ năm 2007, các nhà nghiên cứu khảo sát hơn 70.000 người trưởng thành, khỏe mạnh ở Đan Mạch, thói quen uống rượu. Xem ai mắc bệnh tiểu đường loại 2. Theo đó, những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp nhất là những người uống rượu ở mức độ vừa phải và cao hơn một chút. Nam giới uống 14 ly mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn 43% so với những người không uống chút nào. Mặc dù có rượu vang mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng tác giả chính của nghiên cứu Jenner Sonship, giáo sư dịch tễ học và nghiên cứu can thiệp tại Đại học Nam Đan Mạch, Viện Y tế Quốc gia Pubic, khuyên mọi người nên uống rượu vang với lượng vừa phải, cũng như không khuyến khích việc sử dụng rượu vang như một liều thuốc để chữa bệnh. Không nên lạm dụng việc uống rượu, bia để phòng bệnh, vì rượu tác động đến nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể. Thay vào đó, chúng ta chỉ nên tối đa 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ và 2 ly mỗi ngày với nam giới. Ngoài ra, các loại rượu bia khác nhau có tác động khác nhau đến người mắc bệnh tiểu đường. Thậm chí, bia có thể làm tăng lượng đường trong máu, trong khi rượu mạnh làm giảm mức glucose thấp đến mức nguy hiểm. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.